Cho hàm số y bằng fx có f về x thì bằng x bình phương chỉ đi 36 nhân x cộng 36 với mỗi x của r. Tìm m để sao cho hàm số là y bằng f của x bình phương cộng mx có đúng 5 điểm cực trị. Được chưa? Có đúng 5 điểm cực trị. Nào, thì các em lưu ý là như này nhá. Các em sẽ viết lại cho thầy một chút là f về x của chúng ta sẽ là x trừ 6 này. Nhân với x cộng 6 này. Nhân với x cộng 36. Nên ta suy ra được fx có 3 điểm cực trị đúng không? fx nó sẽ có 3 điểm cực trị lần lượt là âm 6 này, 6 này, âm 36. Ok. Đó, được chưa? <laughs> bạn này comment. Ok nhá. Em biết các bạn của chị. Rồi, các bạn nghe này. Ừ, bây giờ các em đặt cho thầy cái u của chúng ta là, là x bình phương cộng mx. Ừ. Rồi, thì ta biết được như này. Ta biết thầy dạy các bạn khá là kỹ đúng không? Cái này thầy dạy các bạn kỹ. Số điểm cực trị của cái hàm số F của UX nó bằng gì cả lớp? Nào bạn nào comment được đúng cái ý thầy đang chuẩn bị nói chứng tỏ học sinh của IMO nào. Số điểm cực trị của hàm số F UX bằng gì? Các em chỉ cần viết đúng hai dòng của cái chỗ mà thầy đang để nói là các em sẽ biết là học sinh của IMO ngay. Nào comment thầy xem nào. Bằng gì? Lớp mình x 36 x 36 x ạ. Cái này x cộng 36 mà Đề bà cho x cộng 36 sẽ x, x bình chứ 36 mà À bạn Tuấn Kiệt kìa Rồi bạn Nê Trường Giang rất nhiều bạn comment này Đúng rồi đấy nó bằng vuông cộng với tam giác Bằng vuông nhá Cộng với tam giác Trong đó Vuông là gì? Vuông là gì cả lớp? Vuông là số điểm cực trị của cái hàm số fx à, số điểm của chạy của UX thì UX là một parabol đương nhiên rồi nên ta sẽ vuông bằng một đúng rồi đó vuông đương nhiên là một, một nha tam giác là gì tam giác số nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ của cái hệ hệ gì nào UX của chúng ta nó sẽ bằng các điểm cử trị tức là x bình phương cộng mx nó UX thì viết luôn nó là âm 6 đây x bình phương cộng mx nó bằng 6 đây hoặc là x bình phương cộng mx nó bằng ấm 36. Được chưa? Thì đề bài yêu cầu các em cần là vuông cộng tam giác bằng 5. Tới đây các em có hai cách để xử lý. Vuông cộng tam giác bằng 5. Mà vuông bằng mấy cả lớp? Vuông của chúng ta thì bằng 1 thì ta cần có tam giác bằng mấy? Tam giác bằng 4. Được chưa? tức là các em cần phải tìm m để sao cho cái hệ này có bốn nghiệm đơn nghiệm bội nè tới đây ta có hai cách để xử lý nhá tới đây có hai cách để xử lý thôi được rồi thầy nói một cách thôi tại vì bây giờ muộn rồi bây giờ là gần 11 giờ rồi nhá gần 11 giờ rồi thì thầy sẽ nói cho các bạn một cách thôi nhá cách uh, một cách để xử lý thôi hai cách thì các em một cách nữa là các em vẽ cái cái cái, cái parabol này ra xong các em cho cái đường gạch nhưng mà thôi uh, cách này cũng được nói chung là có nhiều cách để xử lý thầy sẽ nói với các bạn một cách thôi cái hệ tương đương với điều gì các em thấy được như này Hệ này này Thầy viết lại nhá. Hệ tương đương với điều gì? Nào viết lại nhá Thầy viết từ từ này X bình phương cộng mx cộng 6 bằng 0 này Rồi x bình phương cộng mx trừ 6 bằng 0 này Rồi x bình phương cộng mx cộng 36 bằng 0 này Thì cái riêng cái phương trình này Nó luôn có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm phân biệt tại vì ac âm nên bản thân nguyên phương trình này có hai nghiệm phân biệt rồi. Đối với cái phương trình này, các em có được delta bằng b bình trừ đi 4ac. Đối với phương trình này, các em có delta là b bình trừ đi 4ac. Được chưa? Thì bản thân cái phương trình giữa này này nó đã sinh ra hai điểm cực trị rồi, tam giác bằng 4, nhưng mà giữa nó đã sinh ra hai rồi. Như vậy chỉ còn lại là cái một cái đầu và cái cuối. Cái đầu với cuối thì cái này nó phải sinh ra hai cái nữa và cái này không sinh ra hai hoặc cái này phải sinh ra hai và cái này không sinh ra hai nhá thế các bạn thấy là anh này thì lớn anh này nên nếu mà anh này lớn không thì anh này cũng sẽ lớn không nó sinh ra mất 6 cơ nên ta cần có được điều gì cần có uh, phương trình một phương trình một này một nhá đây là ba này đây là hai này. này một có hai nghiệm phân biệt Phương trình 3 vô nghiệm hoặc nghiệm kép. Đó. Thì điều này chỉ xảy ra khi nào? À, không bé hơn m bình phương trừ 24. Đúng không? Đó. Và m và cái m bình phương trừ đi 4 x 36 thì lại bé bằng 0. nó thế thôi. Tại vì là m bình phương trừ 4 x 36 thì nhỏ hơn m bình phương trừ 24 mà. Được chưa? Thì nghĩa là các em có m bình phương nó sẽ nhỏ bằng 4 x 36. Và nó sẽ lớn hơn hẳn 20 đi, 24. Đó, thế thôi. Thì các nào cái này khá là ổn nhá. Yeah. Có đúng 5 điểm cực trị à? Có đúng 5 điểm cực trị. Đấy thì điều kiện đấy nhá. Yeah. Căn 24 là 2 căn 6 mà bé ăn mờ và bé ăn 2 nhân với 6 là 12. Ok, xong chưa? hai căn 6 nó rơi vào tầm bao nhiêu nhỉ? Hai căn 6 là 6. À hai căn 6 là 36. 36 là bao nhiêu nhỉ? Vậy thì m sẽ nhận giá trị là gì? 8, 9, 10, 11, 12. Ở à đâu 6 7 chứ? Ồ. Điên thế nhỉ? 6 7 12 hợp với cả âm 12, âm 11 âm 6. Vậy có bao nhiêu giá trị đây 12 chỉ 6 là 6 gọng 1 là 7 14 là trị Ơ ờ, chết, chết tôi rồi À 2 năm nhỉ. Ôi giời ơi, ôi, ôi ta đau quá. Trời ơi, ta đau quá. 5, 5 5 5 5 5 bắt đầu từ số 5. sẽ đến mỗi 24 thì đến 25 số chính phương liền sau 24 là 25 sẽ thấy đến mỗi 36 nhỉ. Bạn này thể chế để đấy. Nhưng mà lúc chữa cho các em để trả hiệu sau nó khác với lúc chơi thầy ngồi thể chế đấy. Nào, 12 trừ đi 5 là 7 cộng 1 là 8 như vậy 16 giá trị nhá.